Hello, cứu đêm, cứu đêm. Hello mọi người, có ai không ạ? Hello em yêu Tùng. Hello bạn, bạn Hương với bạn gì ấy nhỉ? Hôm nào chắc phải nhờ bạn xem tử vi cho mình vậy. Đúng rồi, Hoàng Hương, Hoàng Hương. Ui chị Liên ơi, chị chưa ngủ ạ? À? Hôm nay mọi người ngủ muộn ghê. Hôm nay sẽ tặng son này nha mọi người nha, son 3CE nữa. Hôm nay tặng sẽ tặng rất nhiều đấy. Hôm nay sẽ tặng tặng vô cùng nhiều luôn. Hello 15 người, 15 người xem. Hello Hà Văn Sáng. Mọi người đi ngủ rất là muộn, rất là nhiều cú đêm đây. Mình tưởng mỗi mình là cú đêm nhưng mọi người là cú đêm rất là nhiều. Hôm nay em sẽ vừa tẩy trang này, vừa dùng sữa rửa mặt này, vừa dùng huyết thanh này. Đồng thời thì là em sẽ tặng quà cho mọi người nhé. Trong cái thời gian tặng quà này mọi người này, tặng quà rất là đơn giản thôi. Đây ạ, cái tờ tiền này. Mọi người tờ 500.000 nha mọi người nha. Cái tờ 500.000 này mọi người chỉ cần đoán đúng hai cái số cuối thôi. Mỗi một người có 12 lần hai cái số cuối. Đối với tờ 500.000 này thì là mình sẽ tặng với một hộp phần nước tùy mọi người nhá. À nhầm, không phải một hộp phần nước mà là hộp kem dưỡng da của Hela hoặc là của cái này. Đây một trong hai này cho mọi người tự chọn nhá. Hello heo lời, xin chào em. Cho mọi người tự chọn. Một ngày hôm nay sẽ tặng, nếu mà ai đoán đúng hai số cuối của tờ tiền 500 này sẽ được tặng một hộp, một trong hai hộp kem dưỡng da này tùy mọi người lựa chọn nhé. Và hai cái loại kem dưỡng da này là hai cái loại mà nó nói chung là hai cái loại sắp đúng rồi em yêu heo lùi ạ. Hai cái loại kem dưỡng da này thì là nó là nổi tiếng nhất Hàn Quốc nhá, và có giá trị là trị giá là 480.000. Với mọi người là phải đoán đúng hai số cuối của tờ tiền này. Chỉ cần hai số cuối của tờ tiền này thôi sẽ là được là một hộp, một trong hai hộp phấn nước này tùy mọi người chọn nhé. Và hạn một trong hai hộp phấn nước này á, thì là có cái hộp Hela này có khả kem dưỡng mắt dành cho những chị em nào bị mắt thâm và có nếp nhăn ở mặt nhá. Đó. Đấy ạ. Chỉ cần đoán đúng tờ 500 mọi người, những ai mà đang theo dõi nhá thì mọi người cứ comment nhá, mỗi người comment 2 lần, mỗi người comment 2 lần. Miễn là đúng thì là mình sẽ tặng quà nha. Không đúng, không đúng. Tặng em từ đấy á. Sắp đúng thôi mọi người ạ, sắp đúng. Đây nha mọi người nhìn kỹ giúp em nhá. Cái số đầu tiên này, đây che này vào. Cái số đầu tiên là 164547. 164547 là những số đầu tiên nhá mọi người nhá. 547 là những số đầu tiên. Là những số đầu tiên ạ. Đó là những cái số đầu tiên. Còn là hai số cuối thì mọi người tự đoán nhá. Mọi người nhớ cho em cái số đầu nhá để mọi người đoán số cuối nhá. Mỗi người đoán đúng mỗi người được comment hai số. Heo lùi ơi, em được quả được comment hai lần thôi. Không không có nghĩa là con mình số 2 lần thôi, có em thích không lần gì cũng được. Chồng tao á, chồng tao đang nằm một góc rồi. Không có chuyện ôm chồng đâu. Chỉ chồng ôm thôi. Đấy chưa ạ? Nó đảo lộn lại, đảo lộn lại. Hello chị đẹp. Được chưa ạ? Được chưa mọi người ơi? Hai số cuối nha mọi người, cứ comment thoải mái. Kể cả những ai mà vào sau hay vào, chỉ cần mọi người đọc cái card vào đấy. Cứ thế mỗi một người comment cho em 2 lần. Mỗi người comment 2 lần nhé. Và mỗi một em xem nào, cái tờ của tờ 10.000 nè, bỏ tờ 500 xuống nha, hai số cuối tờ 500. Mọi người nhớ giúp em là nó là 164547 chấm chấm. Được chưa ạ? Nhớ là tờ 500.000 để mọi người dễ nhớ nha. Không mọi người lại bảo em ăn gian. Tiếp theo tờ 10.000 đồng. Đây ạ. 10.000 đồng thì lúc nãy em cảm ơn chị. Thì là có số là
09078 4, 09078 4 nhá mọi người nhá. Mọi người nhớ nhá, là mọi người cứ comment thoải mái đi, ai cũng có thể comment, mỗi người comment 2 lần. Chỉ cần là một trong hai, chỉ cần những cái đấy nó đúng với cái tờ tiền mà em dơ này ra, đúng với một trong ba tờ tiền em dơ ra thì là mọi người sẽ nhận được quà nhá. Hello Châu Ngọc, hello Hòa Thu Duyên. Tiếp theo là tờ 100 này mọi người này. Đây ạ. Cái số cuối của nó là bao nhiêu mọi người ơi, số cuối của nó là bao nhiêu này? 104312 chấm chấm. Đó. Chỉ cần là nó là như vậy thôi mọi người nhá, chỉ cần nó mọi người cứ comment đi. Mỗi người được comment 2 lần, chỉ cần một trong hai lần đấy mà trúng một trong ba tờ tiền thì là sẽ được nhé mọi người nhé, đều sẽ được quà. Nếu trúng tờ tiền 500.000 sẽ được nhận một trong hai hộp kem dưỡng da này trị giá 480.000. Nếu mà trúng tờ 10.000 thì là mọi người sẽ nhận được một cái túi bông tẩy trang cao cấp của Hàn Quốc nhé mọi người nhé. Đó, cái này trị giá 150.000. Tiếp theo nếu ai mà đoán đúng tờ 100.000 thì mọi người sẽ một là nhận được một cái tôn trị mụn này, hai là cái gel dưỡng da than hoạt tính này. Đó, hai là cái gel này. Cái gel này trị giá 100.000 và cái này trị giá là 300.000. Đó, tùy mọi người lựa chọn. Đấy là cái tỷ lệ chơi, hoặc là mọi người có thể đổi sang son nhá, mọi người có thể đổi sang son. Nên là mỗi người nào xem á thì là mọi người hãy chia sẻ nhiệt tình đi, và mọi người cứ mọi người em không cần dơ tờ tiền lên thì mọi người cũng tự comment nhá, tự comment số cho em. Tự có mừng số cho em nhé. Còn bây giờ thì em vừa buôn với mọi người vừa tẩy ra chết luôn, đúng không ạ? Vừa buôn vừa tẩy ra chết cho mọi người xem luôn. Mặt của em thì hôm nay có bôi kem chống nắng mọi người ạ. Có bôi kem chống nắng và bây giờ em tẩy ra chết. Sau đó em rửa mặt bằng sữa rửa mặt rau củ mà hàng ngày em vẫn đang sử dụng. Cái sữa rửa mặt rau củ này của em thì nó còn được này, sắp hết rồi đấy, còn tí thôi. Còn 1/3 lọ sữa rửa mặt. Còn bây giờ thì em sẽ dùng ra tẩy ra chết. Hello Lê Hà Bắc, Lê Bắc Hà. Đó, bây giờ em sẽ sử dụng tẩy ra chết để tẩy ra chết đã. Sau đó em sẽ rửa mặt cho mọi người xem. Đây ạ. Da chết thì dạo này mặt em rất nhiều da chết luôn. Cực kỳ nhiều da chết luôn. Những cú đêm và buôn ạ, buôn để mọi người 43 với 10 hình như không có, từ từ xem nào. 43 với 10 đây là cái túi. 3 tờ tiền. 3 tờ tiền xem nào. Chưa có ai. Chưa có ai. Chưa có ai mọi người ạ. Chưa có ai chúng. Nếu mà ai biết năm sinh của mẹ em và thì là mọi người sẽ đoán đúng được một đấy. Đây em đang tẩy ra chết. Mọi người cứ đoán đi ạ, mọi người cứ comment số đi ạ. Chỉ có 3 tờ tiền thôi, mọi người cứ comment, mỗi người comment 2 lần giúp em nhé, comment số 2 lần giúp em để nhận quà nhé mọi người nhé. Còn bây giờ em tẩy ra chết, mọi người nhìn mặt em này rất nhiều ra chết luôn này. Cực kỳ nhiều ra chết luôn. Một tuần nay rồi em chưa tẩy ra chết. Này mọi người có thể nhìn thấy da chết này. Rất nhiều da chết luôn. Hello Nguyễn Trường An, Dung Minh. Hello Mon, ai nghe tên quen. Đó. Mọi người, mỗi một người xem, mọi người đều có thể comment số nhá mọi người nhá. Đều có thể comment số, mỗi người comment 2 lần nhá. Và em sẽ đọc và xem những ai là người em nhớ số rồi, nghĩa là những ai là người trúng nhá. Hình như là có một bạn đầu tiên ở trên hay sao ấy, là đã trúng rồi hay sao ấy. Xem là em sẽ kéo lại xem có bạn nào trúng chưa nào. Số bao nhiêu. Ui, heo lười một tí là trúng, nhưng mà heo lười đã qua mất rồi. Heo lười qua rồi. Phượng qua rồi này, chính theo qua rồi. Không đúng, Dung ơi không đúng, sắp đúng thôi. Cũng là có một tờ là số 6 đấy, có một tờ là số 6 đấy. Nhưng mà không phải là 69, không phải 66, không phải 67.
Cũng là số 6. Đằng sau số 6 đấy là 6 gì? Không phải nhá, im màu nhá. Không phải, cũng là số 6 nhưng đằng sau số 6 là không phải 60 mà 6 khác cơ. Rồi em tẩy ra chết rồi, giờ em sẽ lấy cái bông tẩy trang của em và em rửa mặt. Cũng là số 6 nhưng mà không phải là 60, không phải 69, không phải 66, không phải 67 mà là 6 khác mọi người ạ. 6 khác nha. Cũng là 6 nhưng mà Nguyễn Hiếu ơi, trò chơi là chỉ cần comment hai số bất kỳ nhá. Nếu mà trúng từ một trong ba tờ tiền, một là 500.000, hai là tờ 100.000, ba là tờ 10.000 nhá. Một trong ba tờ tiền đấy. Nếu mà trúng thì là sẽ được nhận quà nhá. Cái quà đầu tiên sẽ là cái một bộ kem dưỡng da. Kem dưỡng da giữ ẩm cung cấp nước. Sai, không có 68 chính ơi. Kem dưỡng da cung cấp nước là. Ôi, Dung ơi trúng rồi nhá. Dung người đầu tiên nhá, nhưng mà lại trúng tờ 10.000. Tờ 10.000 thì là Dung sẽ được tùy chọn nhá, một là bông tẩy trang, hai là son, Dung lấy cái nào nào? 64 nhá. Đây tờ 10.000 đây. Tờ 10.000 là số 64 cuối này. 64 cuối này. Đó, 64 cuối. Dung lấy bông tẩy trang hay lấy gì nào? Mọi người ơi, tờ 10.000 đã có chủ nhân rồi nhá mọi người nhá. Dung lấy bông tẩy trang hay là lấy son? Hello Mimi. Ôi giời, da chết nhiều quá. Dung lấy son hay là lấy bông tẩy trang thì ới tới nhá. Để tớ bỏ riêng ngay cho nhá, mai tớ gửi cho, mai tớ ship cho. Nhưng mà Dung phải chịu tiền ship nhá. Hiếu ơi, đầu 6 đã có rồi. 6 đã có rồi. Ok, son cái loại tớ đang dùng nhá. Đây nhá. Trị giá 280.000. Đây. Đây nhá, cái loại son này nhá. Lấy em ai? Lấy đi. Khổ. 4 năm trước bảo lấy không lấy, 5 năm trước bảo lấy không lấy. Cái son này tên tiếng Anh nó là gì tớ cũng chả biết, cái gì black gì đấy. Nhưng mà dùng rất là thích, tớ đảm bảo là cậu dùng phát cậu thích hơn cả 3 xe luôn. Tớ đảm bảo luôn, bảo bây giờ tớ cũng đang không dùng 3 xe nữa mà tớ chuyển sang cái son này. Nó là màu 07 thì tớ sẽ gửi bảng màu cho cậu nhá. Nó có màu 07 và màu 01 thì màu 01 đã hết rồi. À đâu, màu 06 đã hết rồi, còn màu 07 thôi. Rồi, đã tẩy da chết xong, giờ em sẽ rửa mặt. Sẽ rửa mặt bằng số rửa mặt. Ok, nhớ gửi địa chỉ, tí nữa kết thúc livestream thì nhớ gửi địa chỉ tới nhé. Gửi địa chỉ tới để mai giờ ship nhé. Hello Tùng Bách, Kiến Lửa, Nguyễn Thanh Tùng Anh, sao anh ngủ muộn thế? Một tí nữa là người yêu của em. Hello Heo Cô Đơn. Rồi, giờ em sẽ rửa mặt mọi người ạ. Rồi em sẽ rửa mặt. Hello Bảo Nguyên. Rồi em sẽ rửa mặt mọi người ạ. Ố, ở chỗ nào? Cũng ở Hồ Tùng Mậu à? Hello Quảng Thị Ánh Tuyết. Tại sao lại không ngủ được? Ui, hay là hôm nay kết bạn với em không lại nhớ em à? đừng có bóc phốt em là ảo tưởng sức mạnh nhanh Tùng nhá. Anh ơi thỏi nào ạ? Anh Heo Cô Đơn ơi thỏi nào, anh thỏi son lúc nãy em tặng bạn em á. Mọi người ơi, mọi người cứ comment số đi nha, cứ comment số giống như các bạn vừa comment á. Cứ comment số đi ạ. Hello Thành Tốc Độ. Hello Hoài Kem. Anh ơi cái son nào ạ? Son em đang dùng cái son nào anh? Đây mọi người nhìn sữa rửa mặt của em này. Em chỉ bôi như thế nó tự sủi bọt, em sẽ cho nó sủi bọt và tẩy các chất độc ở da của em đi, sau đó em sẽ rửa lại. Em không cần phải bôi nhiều, chỉ cần như thế này thôi. Đó.
Trước giờ mặt do củ sủi bọt, bây giờ nó có 3 màu là màu đỏ hạt lựu này, màu tím của bắp cải và củ cả, bắp cải tím và cà tím và cái gì ấy. Màu xanh là của súp lơ với lại tảo biển. Bây giờ nó có thêm 2 màu nữa mọi người ạ. Hello nắng chiều. Đó, sữa rửa mặt rau củ. Chỉ cần bôi sữa để mặt lên nó khá tự đào thải chất độc, nó tự sủi bọt lên nó đào thải chất độc. Anh ơi, son em dùng là 280.000 anh nhá. Đang khuyến mại còn 250.000 đấy, giá cũ là 280.000 nhá. Đây ạ. Đây đây đây. Rất là đẹp luôn. Lì hơn ba xe luôn. Lì hơn và ăn không trôi và không và nó có dưỡng nhiều hơn ba xe luôn. Rồi, mặt em nó đã sủi bọt nhiều rồi và mọi người cứ comment bình thường nhé mọi người nhé. Hello nắng chiều, hello Linh Chi. Mọi người cứ comment số bình thường để nhận quà nhé mọi người nha. Mỗi người comment 2 lần nha. À, nãy em dùng cái nào? Không hiểu lắm. Rồi bây giờ em rửa mặt, bây giờ em sẽ rửa bằng nước. À, hello mọi người. Ơ mọi người cứ comment một số đi mọi người ơi, cứ comment một số nhiệt tình lên để nhận quà nào. Còn bộ dưỡng da 480.000 chưa thấy ai dinh về đâu, dinh mỗi son về thôi. Còn bông tẩy trang nữa mọi người ơi. Còn rất nhiều nữa mọi người nha. Còn rất nhiều nữa luôn, 02. Có số 2 đúng nhưng mà 02 thì không phải. Có số 2 em sẽ gợi ý nhiệt tình cho mọi người nha. Có số 2 đúng nhưng mà 02 thì không phải. 47 à? 47 hình như không có rồi nè. Không có. Số 7 đúng, số 2 và số 7 đúng. Nhưng mà 47 thì không phải, 89 không phải. 83 không phải. 92 à? Số 2 đúng, số 9 đúng nhưng mà nó khác nhau. Em gợi ý nha, số 2 và số 9 đúng nhưng mà nó khác nhau nha. Số 9, 28, không đúng. Một tờ có số 9, một tờ có số 2. Mọi người tự sắp xếp thế nào thì sắp xếp. Đấy. Mà cái tờ 2, cái tờ 500.000 á, là được bộ dưỡng da là 400, trị giá 480.000 nha. Hai bảy không đúng heo lười ơi. Không đúng. Wow. Heo lười ơi. Chị đã nói rồi, chỉ được comment 2 lần thôi mọi người ơi. Chỉ được mỗi người comment 2 lần thôi. Mỗi người chỉ được comment 2 lần thôi. Heo lười quá nhiều rồi. Nguyễn Hương 1 lần rồi, Phượng 1 lần rồi. Heo lười 4-5 lần rồi. Mimi quá rồi, không được. Nắng chiều được rồi đấy. Nắng chiều là ai nhỉ? Nắng chiều được một bộ heo lười. Chị rất tiếc cho em là em đã comment quá nhiều nên em từ từ xem heo xem nắng chiều là comment tổng cộng mấy lần nào. Một lần này, hai lần. Nắng chiều không được. Nắng chiều comment đúng rồi, heo lười comment đúng rồi, nhưng mà lại không được. Tại vì là comment quá nhiều lần, mỗi người chỉ được comment 2 lần thôi. Nếu ai tinh ý thì mọi người comment lại nha. Mimi ơi em comment quá rồi. Ai tinh ý mọi người comment lại giúp em nha. Tại vì là có số rồi đấy, có số tờ tiền 500.000 rồi đấy. Nắng chiều ơi, nắng chiều comment quá nhiều lần rồi. Mỗi người chỉ được 2 lần thôi. Mỗi người chỉ được 2 lần thôi em ạ. Em comment nhiều rồi nên là không được. Mà mặc dù em đã trúng. Chị Lan Hương xem nào. Chị Lan Hương tổng cộng có mấy lần nào? Nguyễn Lan Hương 1 lần này. Ok, chị Nguyễn Lan Hương nha. Chị Nguyễn Lan Hương thì là comment trước mọi người. Nên là chị Lan Hương sẽ nhận được một bộ dưỡng da nha chị ơi. Đối với cái tuổi của chị ấy thì là em khuyên chị nên lấy dưỡng da Hela nha. Tại vì là nó có cả kem dưỡng mắt, giảm thâm nám, giảm nếp nhăn nha chị nha. Ok, chị Lan Hương được một bộ rồi nha. Chị Lan Hương gửi cho em nha.
Ơi chị hãy lấy cái bộ Hela này đi, tại vì là bộ Hela này nó vừa có kem dưỡng ẩm này, vừa có kem dưỡng mắt này. Đây đây đây, kem dưỡng mắt màu tím này. Đó, đây đây nó như thế này. Đây nhá. Đây là bộ dành cho chị Lan Hương nhá. Nhưng mà chị đưa ra ba tờ đấy thôi, bây giờ chỉ còn tờ 100.000 thôi. Mọi người đoán đi, em đã ý có số 2 đấy. Những cái người nào đã comment rồi thì không được comment nữa nhá, tại vì mọi người đã quá 2 lần rồi. Chị Lan Hương thì may mắn là chị là cái tờ đấy là lần thứ 2 nên một chút nữa là chị gửi gửi ảnh cho em nhá, thì em thì là em sẽ ấy nhá chị nhá. À nhầm, gửi gửi địa chỉ cho em nhá. Mọi người chờ em một phút nha, em vào em rửa qua cái mặt em một tí, tại vì là em vừa rửa rồi, nhưng mà em vào em rửa qua cho nó sạch sẽ rồi em mới dùng cái huyết thanh được. Mọi người cứ comment nha, mỗi người comment 2 lần nha. Đã có 2 người, đã có 2 người được rồi nha. Sắp đúng rồi, lần đấy sắp đúng rồi đấy. Sắp đúng rồi nha, mọi người chờ em một tí thôi. Rồi em đã quay trở lại. Xem nào. Tờ còn tờ 100.000 à. Tờ 100.000 xem là đặt comment mấy lần rồi nhỉ. Đặt comment rất là nhiều lần rồi nên là không được nha. Đặt comment rất nhiều lần rồi nên là không được, mặc dù là đã đúng rồi đấy, nhưng mà không được tại vì comment quá nhiều lần, xin lỗi nha. Xin lỗi là đặt nha. Người khác đi ạ. Ai để ý là đặt comment số nào thì mọi người, ai mà đã chưa comment 2 lần thì mọi người nhớ comment lại giúp em nha. Tại vì là đặt đã đúng rồi đấy ạ. Nhưng mà là đặt không được tại vì là đã quá 2 lần comment rồi. Cái túi bông tẩy trang sẽ dành về với ai ạ? Sẽ về đội của ai ạ? Đâu ạ? Nha cô đơn, anh comment quá rồi. Anh mình vẫn quá 2 lần rồi, không được. Thôi em đổi tờ khác nhé, tại vì cái tờ này lộ hết rồi đây này. Lộ hết rồi nên là em sẽ đổi tờ khác nhé. Đầu tiên này, bạn Dung comment đúng cái tờ 10.000 này là được tặng một thỏi son rồi nha. Chị Lan Hương đúng cái tờ 500.000 này có số 97 này là được tặng là một hộp dưỡng da rồi. Xin lỗi mọi người nha, mọi người ai mà comment quá 2 lần này sẽ không được quà đâu, mặc dù số đúng rồi đấy. Còn cái tờ 100 cuối cùng này là có số 222. Đó, bây giờ em sẽ đổi sang tờ 500 khác cho mọi người nha. Mọi người nhớ comment nha, mỗi người 2 lần. Em sẽ cho cơ hội thêm cho mọi người một lần nữa là mỗi người comment giúp em 2 lần nha. Quá 2 lần là không nhận được quà nha. Ui tí thì lộ. Đây ạ. Ui. Quên mất không gập cái tờ bên này vào. Đây ạ. Đây nha mọi người nha. Ok meo mi em ngủ bây giờ đây. Đây ạ, cái tờ này mọi người comment giúp em nha. Mỗi người được 2 lần, bây giờ sẽ tờ mới nên là mọi người sẽ được comment lại nha, mỗi người 2 lần. Đó. Ai bắt đầu từ chị Meo Mi xuống nha, từ chị Meo Mi xuống, ai mà comment đúng thì là mọi người sẽ được nhận được quà nha. Đúng không ạ? Em trong cái thời gian em chờ mọi người comment ấy thì là em sẽ dùng huyết thanh 7 đây của em nha. Hôm nay là ngày thứ 5 em sử dụng ạ. Đây mọi người nhìn ngày thứ 5 của em sử dụng mà cái mắt của em này rất là bóng luôn này. Rất là mịn, rất là bóng. Rồi hết son rồi, rửa mặt xong phát rửa luôn cả son đi. Màu rất là đẹp luôn mọi người ạ. Ui. Chẳng nhẽ mọi người đứng nhanh thế sao? À không, không phải. Đây nha mọi người nha. Ai nhanh tay nhanh mắt ạ. Cũng có số 2 mọi người ạ. Cũng có số 2. Huyết thanh bậy trắng da bậy đây ạ. Trắng da và căng bóng da, mịn da. Căng bóng và mịn da. Mỗi bên chỉ cần 1-2 giọt thôi, chả cần nhiều.
Mọi người cứ đoán đi ạ. Hình như hôm nay rất là ít người muốn nhận quà đúng không mọi người? Rất rất ít người muốn nhận quà, mọi người cứ chia sẻ đi. Đúng chưa? Những ai mà nhận được quà nhá, em thông báo lại là những ai nhận được quà là phải... Chị Lan Hương ơi, chị còn xem không? Chị xem thì chị mới ấy nhá. Cái gì đấy anh nào, em có bán gì không để anh mua tặng em luôn nào? Sai rồi mọi người ơi, sai rồi, Trần Hương không được, comment thì cũng không được trúng đâu nha. Bởi vì hai lần rồi, sai rồi mọi người ơi. Sai rồi, Hoàng Huỳnh không đúng nha. Hello Nguyễn Thắng. Hello Trang Anh. Trang Anh ơi. Ui, áo mua của Trang Anh phải quen chứ, nhìn rất là đẹp, mặc cực đẹp luôn, rất thích luôn. Trang Anh comment hai lần số cuối của tờ 500.000 đi em, để còn được nhận được quà đi em. Anh heo lười, anh comment lại giúp em nhỉ. Cái áo này mua rất rẻ, có 110.000 thôi mọi người ạ. Đây ạ. Trong cái thời gian chờ mọi người comment thì em đã dùng sử dụng xong huyết thanh 7 day rồi đấy ạ. Huyết thanh trắng da và căng bóng da trong 7 day rồi đấy ạ. Dùng sử dụng trong 7 ngày, hôm nay là ngày thứ 5 em sử dụng. Thẩm thấu rất nhanh luôn. Đợi gợi ý à, em gợi ý rồi, có số 2 anh ơi. Em gợi ý rồi, tờ 500 này có số 2 nhá. Em gợi ý rồi. Có một anh nhắn tin cho em là em ơi, em bán gì đấy, anh sẽ mua rồi anh sẽ tặng lại em, coi như anh ủng hộ em. Ok, tí nữa em sẽ cho anh xem cái sản phẩm đắt nhất của em là 1.750.000. Hiện tại là máy massage mặt. Em biết anh đang theo dõi ở đây. Trai anh ơi, không đúng, đang theo dõi ở đây. Nên là một chút nữa nha, em kết thúc livestream này em sẽ nhắn tin là em thích cái máy massage mặt của em. À Trang Anh ơi, cái nhớ cái máy massage mặt lần trước chị cho em mượn không? Em có không? Hôm nào gửi cho chị nhá, để chị mua về chị à, nhầm, chị mang về chị massage mặt. Heo lười biết rồi. Trang Anh ơi, quá rồi, quá số lần rồi, quyết định rồi. Anh heo cô đơn còn một lần nữa nha. Trai anh con còn 3 lần rồi. Xem ai sẽ nhận được nào. Ờ đấy, hôm nào cầm cho chị đi. Tại vì lấy cái đấy về về massage mặt cho nó thẩm thấu nhanh. Massage bằng tay này không thẩm thấu nhanh. Nếu mà em massage bằng cái máy massage sinh học kia cũng được. Massage khi mà dùng huyết thanh này cũng được. Dùng chưa? Bắt đầu dùng huyết thanh chưa? Ngày thứ 5 dùng rồi. Và ai đang gửi ở hàng cầm đồ? Hello anh Thành, Nguyễn Xuân Thành. Đấy ạ. Trong cái thời gian chờ mọi người comment thì em đã dùng xong cái huyết thanh 7 day này rồi mọi người ạ. Đã dùng xong cái huyết thanh trắng da 7 day này, căng bóng da. Ngày hôm nay ngày thứ 5 em sử dụng. Đặt không đúng. Mọi người nhớ chia sẻ nhá. Ờ ai nhỉ? Dung nhá, Dung ơi, Dung nhớ là như Dung đã chia sẻ hai lần trên. Ờ. Trang ơi, buổi tối dùng cái này, buổi sáng nhớ dùng cái kem dưỡng da vào buổi sáng cho đỡ khô da nhá. Nó sẽ bị căng da nên là nó căng da nên nó sẽ hơi hơi khô đấy. Nên là buổi sáng nhớ dùng cái set dưỡng da. Dưỡng da giữ ẩm nữa nhá. Xong rồi buổi tối dùng cái này, buổi sáng dùng cái set dưỡng da giữ ẩm để cho nó căng da nhanh hơn nhá, nó hiệu quả hơn. Bởi vì là khi mà dùng cái này nó cũng hiệu quả, nhưng mà nó sẽ không hiệu quả tuyệt đối bằng khi mà dùng buổi sáng dùng thêm kem dưỡng da nữa nhá. Cái huyết thanh trắng da 7 day này nó là được làm từ hạt hướng dương, được tinh chất chiết xuất từ hạt hướng dương và hoa hồng. Này mọi người rất là căng bóng luôn này. Mỗi ngày chỉ cần mấy giọt này thôi, cái này chắc phải dùng cả năm mất. Lúc đấy thì da gọi là quá đẹp luôn rồi. Hello chị Điền Nét. Mọi người ạ, lúc cái này mà mỗi một ngày chỉ cần dùng chưa đến 10 giọt. Một ngày xem nào. Bên này 2 giọt, bên này 2 giọt, trên này 2 giọt, dưới này. Cứ cho là 10 giọt đi. Cứ cho là 10 giọt thì bao giờ mới dùng hết cái chỗ này. Mà trong vòng 7 ngày nó đã thay đổi rõ rệt tụi em, 5 ngày, trong vòng 5 ngày mà đã căng bóng như thế này rồi.
thì là trong khi mọi người dùng hết cái này, đảm bảo luôn nhá, tất cả mọi người ai mà đã dùng cả con trai con gái nhá, chị ơi 800.000 cái này ạ. À đúng rồi, chị nhận được cái hộp set dưỡng da kia nhá chị ơi, là chị nhớ phải có mình hai à nhầm nhớ phải là chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trong nhóm thì chị mới nhận được quà nha. Anh heo cô đơn đấy, không đúng, không đúng, có số 2, có số 2 nhưng mà không phải 28 hay 82 gì cả, cũng có số 2, mọi người cứ nghĩ nghĩ đi, số 2 xong đến gì đây này, ở đâu. Ừ, có số 2, cái gì xong đến số 2, trên này có ai đúng không đây nha, đây ạ, 112 4 7 9 0 chấm chấm 2 chấm 2 chấm 2, cái gì 2, cái gì ở cái chỗ chấm đấy. Hello Huy Bùi, không đúng, sắp đúng thôi, cái gì xong đến số 2. Chị ơi không lấy chỗ chia sẻ á, giờ cái iPhone mình đây ta. Có mà, em là công khai mà chị. Có công khai mà, đâu phải là bạn bè đâu nên là vẫn chia sẻ được mà. Bên đây heo lười vẫn chia sẻ được 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 bài viết đấy. Ơ sao lại không thể chia sẻ bài, không thể chia sẻ bài viết nhỉ? Chồng ơi chồng ngoài kia chồng có làm cái gì không? Ủa. Lật đật, lật đật. Lật đật chúng rồi nha. Lật đật đã được cái màu được 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 đây ạ. Đây là cái hộp bông cải trang. Ừ. Lật đật được cái này nhá. Đây đây em đang vào cái của em đây. Ơ sao lại không 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 lấy được nhỉ? Đấy, vẫn được chia sẻ mà mọi chị ơi. Mọi người đây này. Mọi người và vẫn chia sẻ này. Đây, 9 lượt chia sẻ này. Có sẽ lại thế nhỉ? À, chỉnh sửa bài viết. Quyền xem đây. Chỉnh sửa quyền riêng tư. Công khai đây. Vẫn được chị ơi, vẫn được mà. Chị thử ấn vào màn hình xem có được không? Có được đúng 9 lượt chia sẻ. Em sẽ kiểm tra xem nào. Đây này, chị ấn vào màn hình nhé chị nhá. Ấn vào màn hình bên này, bên này có bên góc. Bên góc này có chỗ chia sẻ này chị này. Bên góc này có chỗ chia sẻ này. Lật đặt ơi, lật đặt gửi địa chỉ tới nhá. Sẽ tới sẽ tặng cái bông tẩy trang cao cấp này của Hàn Quốc nha. Lật đặt nhớ nhớ nhá, lật đặt ơi. Ok chị. Chỉ cần ấn đây ở bên cạnh cái chỗ đây, nó có từ có chỗ chia sẻ mà. Chính là chia sẻ đây. Dung nào, dung dung gì nhỉ? Ơ thế hả chị? Ơ sao lại vào trang cá nhân của em mới chia sẻ được nhỉ? Ơ sao lại thế ta? Ờ là rơi bạn vào trang cá nhân của mình nhá. Nguyễn Xuân Cường là ai ta?
chịu. Nick heo chia sẻ không được, vẫn được mà, heo chỉ thử thử vào trang cá nhân xem trang cá nhân chia sẻ được mà. Chào em. Em hôm nay em không rảnh lắm để em chào anh đâu. Thôi, 4 giờ tiền đấy thôi. Và em cũng đã dưỡng da xong rồi và em cũng tặng quà. Ơ sao lại thế nhỉ? Mỗi khi mọi người vẫn chia sẻ bình thường ta. Theo lời em đã thử sử dụng cái kem chống nắng chị gửi cho em chưa? Anh từ Liêm Hà Nội còn em ở đâu? Em không rảnh lắm đâu anh. Sao lại thế ta? Cho chị xem cảm nhận em dùng như thế nào nào. Hello Đào Xuân Tôn, thôi muộn rồi mọi người ơi, em đã chia trong 3 tờ tiền thì em đã tặng quà cho 3 người rồi, em tặng quà xong rồi á thì là thôi em sẽ không tặng quà nữa và bây giờ em tắt livestream để em đi ngủ nhá. Thích giới thiệu với bạn bè nha, giới thiệu với bạn bè, ai mà giới thiệu với bạn bè mua hàng thì nhớ là bảo là bạn này bạn kia giới thiệu thì sẽ một là được giảm giá và hai sẽ được trích phần trăm nha mọi người nha. Còn bây giờ bye bye mọi người nha, em đi ngủ đây tại vì là cũng quá là muộn rồi, với lại em cũng hello Bích Mến. Với lại em cũng dùng huyết thanh 7 đây xong rồi, trắng da, căng bóng da xong rồi. Đây ạ. Em đã dùng xong. Và bây giờ thì em đi ngủ. Còn son với quà nhá mọi người nha, em sẽ xem lại những nick nào nhận được quà em sẽ đăng luôn nha. Sẽ đăng luôn này. Em sẽ vào kiểm tra Facebook của mọi người trước. Nếu mà ai đúng là chia sẻ xem nào, 3 người thì tổng cộng sẽ là 15 lần chia sẻ nhá. 3 người nhận được quà thì tổng là sẽ được là 15 cộng với 6 là 21. 21 tổng là sẽ là 21 lượt chia sẻ cộng với lại heo lười chia sẻ mấy lần nữa. Đấy, heo lười chia sẻ mấy lần nữa thì là ok. Ok ok. Đấy, thì là em sẽ tặng quà mọi người nhá, tại vì lại đúng 3 người nói đúng 3 tờ tiền đấy thì em sẽ tặng quà. Còn những chị em tiếp theo nếu mà ai mà mua hàng á thì là em sẽ gửi là tặng một kèm theo một mặt nạ dưỡng da giữ ẩm nhá mọi người nhá. Ok, chia sẻ trên nhỏ. Chị ơi, chia sẻ trên nhóm là anh chia sẻ hộ Lật Đật nhá. Hình như Lật Đật là vợ anh đúng không anh? Hello Vũ Định Tiên. Trên chia sẻ trên nhóm là 5 lần, chia sẻ trên trang cá nhân là 2 lần chị nhá. Trang cá nhân là 2 lần và trên nhóm là 5 lần là sẽ nhận được quà. Là Lật Đật nhận được nè. Là anh chia sẻ hộ Lật Đật. Ok, anh heo cô đơn. Đinh Thu Hương. Ok ok, em sẽ gửi quà nha. Vợ anh là được một cái gói bông tẩy trang cao cấp của Hàn Quốc nè. Là cái này. Với lại anh chị mua hàng của em nhiều rồi em sẽ tặng kèm theo một cái mặt nạ dưỡng da vitamin C dưỡng ẩm chống nám nữa nhá. Chị Hương ơi, trên trang cá nhân phải 2 lần. Cái của chị là cái đắt nhất đấy, 480.000 đấy. Đây này. Là phải 2 lần. Chịu khó chia sẻ tí, 2 lần. Lật một này, dung em sẽ xem rồi dung lại chia sẻ chưa. Thì là mình nhận được, nếu mà dung mà chưa chia sẻ trên trang cá nhân 2 lần á và trong nhóm 5 lần á thì là sẽ nhường cái son đấy cho một người khác nhá. Còn bây giờ em sẽ kết thúc livestream và em sẽ chụp Facebook từng người lên và những phần quà mà mọi người nhận được những cái gì nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Ok chị Lan Hương, chị gửi địa chỉ cho em luôn nha. Bye bye mọi người.